Dạ vâng ạ, Alun Audio xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác và kính thưa các thân mến, trong clip tiếp theo này thì Luân xin được trân trọng giới thiệu, quảng cáo và review chia sẻ tới toàn thể các bác cùng tất cả quý anh chị em, đó là dòng sản phẩm những đôi loa hàng bãi về với số lượng cực nhiều và hàng rất là đẹp. Và thưa toàn thể các thân mến, trước màn ảnh nhỏ của toàn thể các bác đó là những đôi loa hàng bãi xịn do công ty B3 Beta 3D sản xuất. Những đôi loa Bass 25 và có mã số là S210. Sở hữu đôi loa đó là Bass 25 từ 17 coi 7.6, tép từ 12 coi 4.4. Và hiện tại em đang chào bán giá tốt nhất cho những đôi loa này là 7.500.000 đồng trên một đôi các bác nhé. Giá trên tại cửa hàng. Em xin được nhấn mạnh lại là em về 7 đôi các bác nhé. 7 đôi loa B3 S210, đây là đời S các bác nhá. Bass 25 từ 17 coi 7.6, tép từ 12 coi 4.4. Bass gân đen sống lưng ở giữa. Đôi loa này các bác có thể sử dụng làm loa full hoặc có thể sử dụng làm loa lời các bác nhá. Với những đôi loa này các bác sẽ sử dụng những con đẩy có công suất khoảng 500W trên một kênh 8 ohm trở lên thì nó sẽ cho chất âm hay nhất. Đây có 7 đôi, 1 ạ. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng 7 đôi. Hàng đẹp đều như nhau các bác nhé. Hàng đẹp đều như nhau và giá bằng nhau. Rất là cảm ơn toàn thể các bác đã quý mến ủng hộ và cũng đã đặt cho em luôn cái biệt danh là Alun B3 các bác nhé. B3 Beta 3 S210 các bác nhé. Công suất 200W, độ nhạy 94 dB, nội trợ 8 ohm. Giờ tần hoạt động là từ 70Hz tới 20 kg. Đây các bác của anh em xem ngắm nhìn. Loa rất đẹp đều như nhau các bác nhá. Còn nguyên bụi bẩn, nguyên bụi phấn luôn. Ok chưa? Giá thì cực kỳ là hợp lý. Đó. 7 đôi loa Bass 25. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm thì alo cho em luôn. Hãy gọi cho em qua các số máy ở trên tấm biển nhá, hoặc đến trực tiếp cửa hàng em luôn ở Trụ Thượng, Đồng Lạc, Chí Linh, Hải Dương để có thể tham khảo và tham quan trực tiếp. Và xin phép là dừng lại clip tại đây. Xin được hẹn gặp lại các bác của anh em ở một những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.